Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong video này ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi cập nhật những cái thông tin mới nhất về tình thị trường crypto cũng như là cái nhận định cá nhân của mình trong thời gian sắp tới. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này ngày hôm nay nhé. OK và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay sau đây thôi thì mình sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất về tình thị trường crypto cũng như là cái nhận định cá nhân của mình. Thì uh, trong ngày vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy đó là hiện tại thì uh, cái chỉ báo sợ hãi tăng năm của Bitcoin đã quay trở lại mốc là 52 hai. trong vừa mới tuần trước thôi thì chúng ta có thể thấy liên tục những cái chỉ báo về sợ hãi tham lam này thì đạt ở dưới cái mốc là 25 đúng không thì cho thấy là chúng ta cái thị trường chúng ta ấy, thì đang rơi vào cái tình trạng là cực kỳ sợ hãi thì chỉ với khoảng độ ngày hôm qua và ngày hôm nay thôi thì khi mà Bitcoin nó quay trở lại cái mốc là mốc 62.000 đô 62.900 đô gần mốc 63.000 đô thì ngay lập tức cái chỉ báo sợ hãi tham lam đã quay trở lại là mốc là 52 điểm thì nó cho thấy một điều đó là cái thị trường nó đã bắt đầu hưng phấn trở lại rồi nó bắt đầu là tích cực hơn À, so với các tuần trước thì là thị trường đang rất là tiêu cực thì tuần này à, thì rất là nhiều những tin thông tin tích cực từ thị trường thì đã khiến cho cái tâm lý của các nhà đầu tư đã trở nên phấn khích hơn cũng như là tích cực hơn so với thị trường thì à, những cái điều gì đã ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái tâm lý của nhà đầu tư cũng như là mức giá của bitcoin thì chúng ta sẽ quay trở lại về những cái lịch kinh tế cũng như là những cái tin tức mà đã diễn ra trong các tuần vừa qua thì à, đầu tiên thì ngày ngay ngày hôm qua thôi thì à, chúng ta cũng có được một biết à, một cái thông tin rất là quan trọng đó là Donald Trump đúng không ứng cử viên tổng thống Donald Trump đã bị bắn đã bị bắn ở tại một cái cuộc biểu tình phát biểu của ông tại một cái thị trấn đúng không ạ à, thì ngay sau đó thì uh, ông đã có một cái hành động rất là quyết liệt đúng không đó là hình ảnh của ông đã giơ nắm đấm lên và sau khi mà uh, tên sát thủ đã không hạ gục được ông đó thì ngay lúc đó thì cho thấy được cái sự quyết tâm cũng như là À, sự ủng hộ của ông vào thị trường chính trị cũng như là uh, quyết tâm của ông đưa nước mỹ trở thành một trong những cái cường quốc uh, về crypto cũng như là uh, về một cái cường quốc về kinh tế đúng không ạ đó thì cũng có ngày hôm qua thì chúng ta có nếu như chúng ta có lướt trên twitter hoặc là các cái trang báo khác ấy thì cũng có rất là nhiều những trang thông tin cũng cung cấp rất là nhiều thông tin về cái sự kiện này đúng không ạ uh, và cái sự kiện này thì ngày hôm qua thì cũng đã làm chấn động thị trường crypto và ngay lập tức thì uh, thị trường bitcoin thì cũng đã À, ảnh hưởng rất là tích cực đến uh, thị trường đúng không Thì ngay ngay, ngay ngày hôm nay thôi chúng ta thể thấy là Bitcoin đã quay trở lại mức là 63.000 đô rồi 62.500 đô đúng không ạ và chúng ta cũng được biết là Donald trump là một trong những cái ứng cử viên uh, rất là ủng hộ cái việc Bitcoin cũng như là thị trường crypto đấy thì nếu như mà đến vào tháng 11 năm nay đúng không ạ à, khi mà cái cuộc tổng thống à, cuộc bầu cử tổng thống uh, Mỹ được diễn ra đúng không và nếu như là Donald trump được uh, uh, ứng cử thì chắc chắn là À, sẽ thị trường crypto sẽ được hưởng lợi rất là nhiều và bên cạnh đó thì à, chúng ta sẽ chứng kiến được cái sự điên rồ và sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ từ thị trường nhé. đó và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là trong thời gian tới thì liệu rằng đô la trăm có à, được ứng cử hay không? thì không biết là cái quan điểm của bạn thế nào. nếu như mà à, liệu rằng bao nhiêu phần trăm là đô la trăm có thể là được ứng cử thì chúng ta sẽ cùng theo dõi thêm nhé. thì theo những thông tin mới nhất mình nhận được thì đô la trăm hiện tại cũng đang có cái số phiếu bầu à, ủng hộ từ ông từ cộng đồng à, đến rất là nhiều so với đô la trăm so với ông Biden, đúng không ạ? thì đây là một trong những tín hiệu rất là tích cực nhá và chúng ta sẽ cùng chờ đợi một chút thôi. Và ngày hôm qua khi mà cái sự kiện Donald Trump bị bắn thì ngay lập tức thì cũng rất là nhiều những cái thông tin đúng không? Và cũng như là cái sự chỗ dậy từ cộng đồng cũng như là thế giới ảnh hưởng rất là nhiều và cũng có rất là nhiều những thông tin xoay quanh đó. Và chúng ta và hiện tại thì Donald Trump đã được khá là an toàn rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thôi. Đấy thì đây là một trong những cái tin tức mà mình nghĩ cũng rất là quan trọng ảnh hưởng đến cả về nền kinh tế của thế giới. Đúng không? Ok và tiếp tục một trong những thông tin nữa đó là cái thông, thông tin uh, về uh, về CPI thì ngày trong tuần trước đúng không? CPI của chúng ta đã liên tục giảm và chỉ giảm đã khoảng đến 3% rồi. Thì đây là một trong những tín hiệu tích cực nó rất gần sát với mục tiêu của Fed đó là Fed với cái mục tiêu là sẽ đưa lạm uh, phát trở về mức 2% và trong mấy tháng trước thôi thì cái lạm phát của chúng ta còn là 3,1 3,4% thì trong tháng này thì cái uh, mức lạm phát đã giảm đi còn chỉ còn 3% thôi thì cho thấy là lạm phát đã được kiểm hãm rồi và uh, ông uh, joe Powell thì uh, cũng có một cái cuộc phát biểu rằng là rất có thể là ông ấy sẽ không nhất thiết là phải cho lãi suất uh, lạm phát giảm về hai thì mới giảm uh, lãi suất thì đây là một trong những cái bài phát biểu mà rất là tích cực của thứ ông và trong ngày hôm nay thì uh, chúng ta cũng theo dõi uh, chúng ta cũng sẽ thấy được rằng đó là uh, cũng có một tin tức đó là cái bài phát biểu của uh, Fed uh, Powell, đúng không? chủ tịch Fed Powell thì sẽ được phát biểu lúc 16 giờ 30 Đấy thì uh, đây là một trong những cái thông tin thì uh, chúng ta sẽ cùng uh, chờ đợi xem là uh, Fed Powell sẽ phát biểu gì về cái tình hình kinh tế cũng như là tình lạm phát và uh, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem và đến tháng 8 uh, chúng ta chỉ còn đâu đó khoảng 2 tuần nữa hai tuần nữa vào ngày mùng 1 tháng 8 là chúng ta sẽ chứng kiến được là xem 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 rằng là Fed họ có quyết định như nào về lãi suất nhá. Thì uh, rất có khả năng là đến tháng 8 thôi thì mình nghĩ là Uh, cái lãi suất của Fed ý, thì nó sẽ vẫn chưa được giảm đâu các bạn thì khả năng cao là phải sang tận ký 4 cơ kỳ 4 của năm 2024 khi mà cái lạm phát của nó giảm hẳn đi uh, thì lúc đó Fed mới bắt đầu thực sự là giảm lãi suất còn với với thời điểm hiện tại thì Fed cũng đã có thể giảm rồi tuy nhiên thì mình nghĩ là với quan điểm quan nhân của mình thì mình nghĩ là vẫn chưa nên giảm lãi suất luôn chúng ta vẫn chưa nên chờ đợi chờ quý 4 của 2024 bốn lúc đó thì nền kinh tế hoàn toàn phục hồi lạm phát sẽ được giám sát rất là kỹ lưỡng thì lúc đó khi mà lãi suất giảm mạnh ấy, thì đấy là cái cơ hội để cho tất cả các ngành tài chính cũng như là cái lượng tiền lớn bơm ra ngoài thị trường giúp cho nền kinh tế được phục hồi cũng như là được phát triển rất là mạnh mẽ nhé Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào cái quyết định lãi suất của uh, Chủ tịch Fed Powell vào ngày mùng 1 tháng 8 Đúng không ạ Ok thì đó là một vài thông tin tin tức quan trọng uh, Và trong cái tuần này thì chúng ta cũng có một vài thông tin Cũng khá là quan trọng Mình nghĩ là các bạn nên theo dõi Đầu tiên là cái thông tin về 16 30 ngày hôm nay đúng không Chủ tịch Fed Powell phát biểu Thì chúng ta sẽ uh, Chúng ta cũng uh, chờ đợi xem để trong hôm nay là Facebook sẽ phát biểu như thế nào tiếp theo là một trong những chỉ báo nữa là doanh số bán lẻ đúng không ạ doanh số bán lẻ co đúng không ạ? thì cái này là một trong những cái cũng khá là quan trọng đấy thì nó sẽ phù hợp cho những các bạn nào mà đang quan tâm đến cái việc là chơi forex nhiều hơn thì nó sẽ phù hợp hơn tuy nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường crypto nhé đấy và cái thông tin nữa mình nghĩ cũng rất là quan trọng đó là dự trữ dầu thô đúng không ạ và đề nghị trợ trợ cấp thất nghiệp đấy đề nghị cho đất thất nghiệp lần đầu này thì cái này thì cho thấy được là uh, cái tình trạng thất nghiệp ở tại Mỹ nó đang như thế nào rồi nếu như mà tình trạng thất nghiệp cao đúng không thì cho thấy là nền kinh tế đang khá là bất ổn nhưng mà nếu mà cái đơn đề nghị thất nghiệp này thất thì cho thấy là cái nền uh, những cái người dân thì họ đang có cái việc làm khá là nhiều rồi đấy thì đấy là một trong những cái rất là những thông tin rất là ok rất là tích cực từ thị trường đấy thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm một vài tin tức đó nhé ok thì uh, quay trở lại với uh, Ờ, về phân tích kỹ thuật thì sao? Đấy tại hiện tại thì chúng ta có thể thấy thì như trong các video lần trước thì mình có chia sẻ với các bạn ấy thì thực ra nếu như phân tích kỹ thuật nhá thì chúng ta đều thấy là ở trên khung D của được Bitcoin thì đang thấy là uh, B, uh, theo chỉ báo RSI thì Bitcoin đang có một cái phân kỳ đáy đấy các bạn phân kỳ đáy thì cho thấy là tín hiệu đảo chiều thì ngay lập tức đây chúng ta cũng có thể thấy đó là Bitcoin thì đã từ cái giá thấp nhất là 53 đô đã quay trở lại mức là 62.900 đô và trong thời gian tới thì mình nghĩ là Bitcoin nó sẽ tiếp tục tăng trưởng nhá và chúng ta đang có một cái cản ở đây nó là vùng 63.000 cho đến 65.000 đô thì tại cái vùng này thì khả năng cao là Bitcoin nó sẽ có cái sự điều chỉnh nhẹ sau đó sẽ tiếp tục tăng trưởng đến cái mức là mốc 70.000 đô nhá thì mình nghĩ là đây là một trong những cơ hội cũng như là rất là tiếc cho những bạn nào mà chưa lên thuyền đấy thì rất là đáng tiếc cho những bạn nào bỏ qua cái con sóng bắt đáy vào lúc uh, giá Bitcoin chỉ có 50.000 đô thôi đúng không? Và bây giờ Mỹ để mà Bitcoin quay trở về 50.000 50, đô thì rất là khó. À, và những cái tín hiệu rất là tích cực thị trường đang được uh, uh, phổ biến rồi đúng không? Đấy như là uh, sự, lạm phát đã giảm rồi. Và bên cạnh đó thì uh, từ uh, cựu tổng thống Donald Trump thì rất ủng hộ thị trường crypto. Đấy thì cho thấy là rất là nhiều những thông tin tích cực từ thị trường nhá. Đó à, thì đó là một vài thông tin khác dành cho các bạn. À, quay thêm một cái biến số nữa mà mình nghĩ là các bạn cũng sẽ cần quan tâm đó là chỉ báo về BTCD Btcd là một trong những cái chỉ báo cũng khá là quan trọng nhé. Đấy cho thấy được là à, cái chỉ báo cái mức độ vốn hóa của à, bitcoin so với toàn bộ thị trường. Ai thì trên à, cái không tuần thử, thử ra trong các video trước mình cũng đã thông báo rồi, đúng không? Thì mình nghĩ là trong thời gian tới thì bitcoin nó sẽ tiếp tục chiếm cái vốn hóa của nó nhé và sẽ có khả năng đạt lên là mức năm mươi đến 57% mươi à, Sau đó thì khi lên mức này thì lúc đó là lúc mà bitcoin nó cũng sẽ tăng trưởng à, rất mạnh rồi, đúng không? Uh, thì lúc đó thì uh, tất nhiên là uh, sau khi mà tăng trưởng mạnh rồi thì những cái người đầu tư mới biết đến thị trường thì họ sẽ bắt đầu quan tâm đến an coi nhiều hơn thì lúc đó chính là lúc mà mình nghĩ là an coi season nó sẽ chính thức bắt đầu và chúng ta sẽ được chứng kiến khoảng đâu đó có 4 đến 6 tháng uh, chúng ta sẽ thấy được là an coi nó sẽ tăng trưởng rất mạnh mẽ nhé đấy thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong sắp tới thì mình tin rằng là mùa này, năm nay mọi thứ mọi chuyện đã khác hơn rất là nhiều rồi và mình tin là an coi nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh À, và Bitcoin thì nó cũng đã tăng trưởng rất là mạnh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi những cái đầu ăn coi và bây giờ vào mình cũng chia sẻ luôn đó là um, nếu như các bạn nghĩ rằng đó là khi mà uh, vốn hóa của Bitcoin nó tăng trưởng lên đúng không thì ăn coi nó không không có thể tăng trưởng được thì các bạn thì thực ra cũng phải tùy vào tùy, tùy những dự án nhé thì có những dự án mà cái nội tại tốt và cái cộng đồng nó tốt ấy, thì uh, tất nhiên nó vẫn sẽ tăng trưởng theo Bitcoin rồi Tuy nhiên để cái mùa ăn coi season thực sự nó diễn ra ấy, đó là cái lúc mà các bạn sẽ thấy là ăn coi nó sẽ tăng từ 10 đến 20 một ngày chuyện hết sức bình thường Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều dự án có thể X2 X3 thậm chí X5 chỉ trong vòng một ngày thì đó là cái mùa announcement. Thì đấy là cái mùa mà mình nghĩ là rất là nhiều những bạn đầu tư hay là những cái nhà đầu tư đang rất quan tâm và đang chờ đón đúng không ạ? Và bản thân mình thì cũng đang chờ đợi nó rất là lâu rồi và chúng ta sẽ hy uh, vọng là sang đến tháng 8 thôi thì uh, thị trường nó sẽ uh, xanh đúng không? Và từ giờ đến tháng 8 cho đến đến Tết âm, đúng không? đến Tết dương là chúng ta sẽ chứng kiến là uh, Bitcoin tăng trưởng mạnh và bên cạnh đó, ăn Session sẽ được diễn ra và chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều lợi nhuận từ cái mùa này, ok đúng không ạ? Đó, thì đó là toàn bộ phần thông tin của mình chia sẻ trong video này ngày hôm nay. Thì nếu như các bạn thấy video này hay và trị thì nhớ cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.